Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Xíu. Hôm nay thì Tiến sẽ review cho các bạn một con tên là RG Retro Game 300. Một con ra cùng đời với con Retro Game đời 4. Thì hiện tại là Retro Game đời mới nhất là đời thứ 5. Thì con này nó ra cùng đời với con Retro Game đời thứ 4. Con Retro Game đời thứ 4 là con nằm ngang nha. Có màn hình IPS nhưng mà không cài được cút tầm firmware. Thì con này là con ra cùng đời đấy, nhưng mà con này nó cài sẵn được cút tầm firmware. Màn hình con này là 3 inch này, 320 x 480 này. Đó. Con này thì hỗ trợ pin là 1800 mAh nhá, hỗ trợ tất cả game Game Boy 4 nút, đĩa mềm Sega nhá. Nói chung là ok đó. Thì nó cũng kèm tờ giấy hướng dẫn với cả một cái cáp như con retro game bình thường thôi. Con này khác con retro game bình thường ở chỗ là màn hình dọc giống máy Game Boy Color ngày xưa. Hiện tại mẫu mới nhất cũng có một con tên là RG99. RG99 thì nó như này. RG99 của hãng Ambernic, thì nó cũng như này, nhưng mà nó thiết kế nó cũng giống, nhưng mà chút nữa tôi sẽ so sánh nhá. Vì con RG99 thì cấu hình nó thấp hơn nên giá nó cũng rẻ hơn hẳn một nửa. Con này con RG350. Nút thiết kế nhựa trong nhá. Nhựa trong này là màu nút giống điện tử đĩa mềm ngày xưa. Tất cả các chi tiết khác. Cổng USB Type-C. Hãng này Retro Game một hãng lớn nên là tất cả hàng của nó đều là hàng chuẩn hết, từ cái chất lượng vỏ nhựa cho đến nút bấm. Cái này là cổng khe cắm thẻ nhớ, cái này là nút bật tắt, hai nút CRR, nút kim loại, pin NBB5L 3,7V. Thì cái này là cao su này, cái này là phím bấm bằng cao su, cái này cũng bằng cao su. Cái này là kim loại này. Cái này là bằng kim loại. Đây là máy Retro Game 300 nhé. Đó. Đây là máy Retro Game 300, không phải máy RG99 nhé các bạn. Chút nữa tôi sẽ so sánh máy RG99. Bắt đầu từ 4 nút. Cái nút này nó thành setting rồi này. Đó. Có cả điện tử đĩa bột B1 trong này luôn. Cũng ten chu với cả ấy luôn. Con này thì nó khác con RG99 ở chỗ là con này cấu hình nó cao nên nó chơi nó y như con Retro Game ấy, nên là nó sẽ chơi được game của cả BS1 một số game ấy nữa. Thì con này nó thiết kế dọc nên là cầm nó sẽ hơi khó hơn một tí so với con Retro Game nằm ngang các bạn nhá. Cái con này là thiết kế dọc nên là cái phím bấm như này mình thấy, còn con Retro nằm ngang thì nó sẽ bè bè hơn, con Retro nằm ngang thì nó to, nó ngang hơn nhá. Để thoát game này các bạn, là hai nút này quit. Đây là game của BS1 các bạn nhá, Mega Man X6 này, Tenchu này nhá. Đây là game của BS1 Fighting Fokker này, đây là cảnh sát hoàng gia ở trên BS1. Con này thì giá nó bằng con Retro Game. Nếu ai mua về sưu tầm thì mua thêm cả con này được, con này thì nó về cả hai màu. Game thì nó y như con Retro Game thôi. Cấu hình y hệt Retro Game, con này ra cùng Retro Game đời thứ tư.
FPS của nó khoảng tầm 62, 62 trên 60, nói chung là cũng khá. Nói chung là nếu mà một số game thì có thể chơi ôi có vẻ ổn ấy thì không test hết được. Trong máy đã cài sẵn khoảng tầm 2000 đến 3000 trò, y như con retro game. Nói chung con này chính là con retro game đời thứ tư, nhưng mà nó sẽ thiết kế theo kiểu nằm dọc giống con Game Boy ngày xưa. So sánh thì nó sẽ nó nếu mà to bằng cái con này to bằng cái con đây, nó bé đúng bằng cái con iPhone XR nhá, iPhone XR. Để quit game, ấn hai nút này. Đó. Các bạn phải bấm mạnh tay vào. Sau game này là game 4 nút thì tớ sẽ vào game của Sega. Eco Driver là Sega nhé. Rất nhiều game nó có những cái tựa game 001 này. Đến đây nó khoảng tầm mấy trăm game đấy. Khá nhiều game. Đó. Khoảng tầm 200 game Sega nhá. Golden X3. Người rừng. Giá con này mình bán là bằng con retro game 1,2 triệu, giá nhập nó cũng bằng con retro game nên là giá bán thì nó cũng bằng nhau. Để thoát game các bạn lúc này. Đó. Y như con retro game nhá, tớ nói lại luôn. Phím bấm bằng cao su. Chỗ này là cao su, cái này thì là phím bấm, chỗ này thì là kim loại. Đằng sau hai nút này thì cũng là kim loại. Con này màn hình IPS giống y như con retro game Devil 4. Start game này.
Nói chung khoảng 200 phần game ở đây, nói chung là đủ hết đấy. Các bạn có thể có game có cái thẻ nhớ, nó có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài và trong máy nó hỗ trợ khoảng tầm 2.000 3.000 trò, nó cóp sẵn rồi, không thể cóp vào thêm nhé. Các bạn muốn cóp thêm thì các bạn phải ấy thẻ nhớ vào ngoài vào. Hiện tại tôi đang review con này và cũng bán cái này khá nhiều, nhưng mà cá nhân thì vẫn thích con Retro nằm ngang hơn vì con này nó cầm hơi hơi tù, phù hợp với các bạn nữ, các bạn tua nhanh chàng này. Đó đó, bạn nhìn thấy chưa, đó đây cho 7 viên ngọc rồng này, đấy, Chess Breaker này là cảnh sát đường phố, còn Fighting Fokker trên lúc ấy nó gọi là cảnh sát hoàng gia. Cái này thì alo em cầm ra luôn bây giờ. Vâng. Cái nút này là nút tua nhanh này. Cái nút này là nút tua nhanh các bạn nhé. Đây này, cầm ra phụ kiện rồi nhé. Ra hàng tiết kiệm. Đây. Nếu mà tớ đang chơi cái trò Sega này mà tớ muốn tua nhanh thì tớ nỗ lực này. Cái này hỗ trợ lưu game luôn. Nếu mà ai chỉ có nhu cầu chơi Sega với cả Game Boy thì nghĩ là nên mua con RG99 thì nó rẻ hơn con này một nửa. Tớ sẽ so sánh tại sao. Thì con RG99 thì nó sẽ yếu hơn cái con này là con RG300 nhá. Thì cấu hình nó như con Retro Game luôn. Thì đây phát game các bạn thấy luôn này. Đó. Nói chung trong này nó đủ hết cả các game rồi, không thiếu cái gì cả. Nhá. Dòng đen, dòng điếc nói chung là đủ. Ở nút B này các bạn tha này. Đây là Game Boy này. Bốn nút này. Tớ quay nó màn hình nó y ngược nên là nó sẽ hơi, nhìn nó hơi hơi lóa. Nếu mà so sánh con này với con Retro Game thì tuy cấu hình nó bằng nhau nhưng mà con này nút bấm nó sẽ hơi tù hơn, tại vì mình cầm như này, còn con Retro Game thì nó sẽ nằm ngang. Thế nên là mình cầm nó đơn giản hơn nhá. Đấy, thoát thêm hai cái này này. Đó. Còn Mario Mèo phần 3 này. Các bạn thấy trong này chơi mượt không? Tại vì con này nó cấu hình nó rất cao. Đó. Trong nữa tôi sẽ thử tiếp cả con đấy luôn.
Đấy, tắt này, thoát game ra chọn chỗ khác. Alo. Anh hết rồi. Anh vẫn còn. Nha, chào em. Hiện tại vừa vừa quay video lại vừa phải đi buôn bán nên là các anh bạn thông cảm. Con trai này có 30 mạng luôn này. Ủa, quả đại S luôn. Đây chính là cái lợi hại của cái màn hình IPS mà nhìn rất là sáng. Các bạn nhìn thấy màn hình IPS không? Bây giờ tớ sẽ cho các bạn biết về sao cái độ lợi hại của nó, của cái màn hình IPS này. Thì ở đây thì tớ lại không có ấy, tớ lại không 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 không, có con VP nào luôn ở đây. Thì tớ sẽ lấy cái màn hình của con 3DS tớ so sánh cho các bạn để các bạn biết. Vì con này là nó là màn hình của IPS nên là màn hình nó nét lắm, nó sáng lắm. Đây các bạn nhìn này. Các bạn nhìn thấy cái màn hình độ sáng và độ sắc nét của nó chưa? Vì con này nó dùng màn IPS nhá. Độ sáng của nó bây giờ. Cái màn hình cái tấm nền mới nhất bây giờ nó gọi là IPS. Màn IPS thì bao giờ là nó cũng sáng hơn. Đó. Chứ còn bình thường là màn hình thường là nó tối lắm. Các bạn nhá. Rồi tôi thoát game ra này. Đó. Cũng như con retro game thì tớ bảo các bạn là cái con này nó cài sẵn custom firmware, và trong custom firmware này có nhiều cái giả lập khác nhau. Như cái giả lập tớ vừa chọn là cái giả lập Final Burn 3, Final Burn Alpha, có nghĩa là điện tử xiềng. Điện tử xiềng này thì chất là trong này có 3 phần mềm để loát game điện tử xiềng. Thì có tại sao lại tận 3 phần mềm? Tại vì có những cái phần mềm nó hỗ trợ game này nhưng mà có phần mềm nó lại hỗ trợ game kia nhá. Nên là không nên là bạn nào mà chơi được game game này không được thì các bạn chơi game khác. Thì vào phần mềm khác để chơi. Đây là những game nó cài y như như ở trên con retro game nhá, vì thực chất là con này là con nó là con retro game nằm dọc đó, con nhìn thấy chưa đó. Đây là game của điện tử xiềng đó. Thực chất quay qua video này nhìn nó hơi loáng tí đó. Sengoku này, nói chung là điện tử xiềng này có nhiều như kiểu Jambalone đấy, những cái trò đi cảnh. Đấy. The King of Dragon này. Đấy, The King of Factor này. Đấy. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là những game của điện tử xiềng nhá. Đó. Cadillac và Dinosaur này. Còn đây điên là điện tử xiềng thì các bạn phải nạp xiềng. Đây, ấn nút này để nạp xiềng. Nói lại con này là nó y hệt cấu hình của con retro game nha. Nên là các bạn muốn chơi con retro game thì con này là y như con retro game. Chỉ khác là con này nằm dọc. Còn bạn nào muốn so sánh thì con RG99 hôm trước tớ đã review. Thì con đấy là con đấy cấu hình của nó yếu hơn con này rất nhiều. Nó chỉ chơi được đến một số game thôi, chủ yếu còn chơi Game Boy với cả 4 nút 6 nút nên là giá nó sẽ rẻ hơn con này một nửa đó. Con này nó chơi được game của bên một đó là như thế, nhưng mà do cái phím bấm nó thiết kế nó nằm dọc nên là nó sẽ hơi tù. Phím này là phím cao su nhá, cái này là thiết kế phím cao su, nói chung là rất nhạy. Chọn được khác này, ta sẽ bấm nút này luôn. Đây, bấm nút này nhá. Exit. Game thì cũng nhiều. Đây, Dragon này,
Cái trò này chắc là ngày xưa ai cũng biết. Đó, đây điện tử xèng mà. Final Fight này. Đây là game của điện tử xèng nhé. Đó. Meta Slug. Zambulon. Cái trò này nó nặng lắm nên nó lát hơi lâu đấy. Các bạn bấm này nạp xèng này. Phát này. Đó, exit. Này, ấn nút B này, ấn nút select để quit hẳn. Nút này nút select này. Game Boy. Pokemon Fire tất nhiên rồi, Game Boy thì tất nhiên nó sẽ chơi full số bit nha các bạn nhé. Bấm nút này để thoát game này, nút này, nút này nhé. Các bạn nhìn thấy màn hình nó sáng như này là do màn hình của nó IPS, tôi quay qua video nó nhìn nó sáng trưng luôn. Nói chung là con này y hệt như con Retro Game nha các bạn nhé. Còn con RG99 thì các bạn không nên so sánh vì con này cấu hình nó gấp đôi cơ, nên giá nó cũng đắt gấp đôi. Đấy, để thoát game thì các bạn bấm nút này nhá. Vâng. Đây, các anh bạn ấn nút này. Cái này em không cho nhé, anh có gì anh chuyển hoàn về cho em nhá. Vâng. Đây, cái này thì anh bây giờ tôi sẽ vào lại game của BS1 nha. Sau đó tôi sẽ so sánh các con khác với các bạn. Cứ tôi đang quay video này có nhiều khách. Nếu mà so sánh này thì con này là con LDK game này. Chỉ có thể so sánh con LDK. Con này là con RG99. RG99 thì nó khác cái con này ở chỗ là như này. Nhìn bắt luôn con RG99 này. Nhìn nó y như nhau luôn. Nó chỉ khác là con RG99 này cấu hình nó yếu hơn. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nếu chung là nhìn bề ngoài thì không biết ở đâu. Này cũng còn tai si này. Đó, con này con RG99 này. Các bạn nhìn nhá.
Con này là con LDK này. Thì con LDK này thì cấu hình nó y như con này nhưng mà còn nó lại bé xíu hơn nữa. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Con này con LDK. Đó. Đó. Nếu bạn nhớ nhá, con này là con RG300, Pichu 300 chứ không phải là con RG99. RG99 thì nó khác hơn. Đây con RG99 này. Đó, thì menu ngay vào đây là đã khác rồi nhá. Chứ con này là con nó chơi được cả game bên 1 lẫn là ấy nhá, cấu hình nó mạnh hơn gấp đôi con này. Đó, nhìn y hệt luôn, nó làm y hệt luôn, chả khác gì. Cứ bật lên biết được thôi nhá. Alo. 20. Một con máy khá giống với cả retro game, cấu hình y hệt, nhưng mà nó lại nằm dọc giống hệt con Game Boy ngày xưa. Thì nếu mà bạn nào nếu khoái thì có thể mua con này, nhưng mà tớ nghĩ là nếu khoái con cầm dọc thôi, con này giá bằng con retro dọc nhá. Thì trong này nó cài sẵn khoảng 3.000 game rồi đó. Đây đây là chính là cái trò cảnh sát hoàng gia. Cái này thì tạm thời tớ chưa up lên bán ở Shopee, mà cái này tớ vẫn bán cho khách quen qua trang web của tớ thôi nhá. Shopee thì tớ chỉ up cái con retro game RG350, tớ cũng không up ở trên Shopee, tớ chỉ up trên trang web của tớ thôi. Đa số những cái bạn hay mua thì nên khách quen thì qua nên qua nhà tớ, qua trang web của tớ mua, không nên qua Shopee nhé. Shopee tớ chỉ up một số sản phẩm thôi chứ không up nhiều. Nói chung là chơi khá ổn đấy, y như con retro game luôn nhá. Chỉ khác là retro game thì nó nằm ngang. Khá ổn. Chạy cũng khá mượt vì nó cấu hình như con retro game mà. Đó. Đó, xin chào các bạn.